Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình dạy IELTS Reading trên YouTube của mình. Và ngày hôm nay sẽ là bài học đầu tiên, bài học số 1 về phân tích từ khóa. Thì phân tích từ khóa là một kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết khi mà các bạn làm bài IELTS Reading. Tuy nhiên không phải là bạn nào cũng có thể làm được tốt cái kỹ năng này. Thì ngày hôm nay bài học đầu tiên mình sẽ tập trung vào để nói về cái kỹ năng phân tích từ khóa. Trước khi đi vào phần chính của bài học thì mình muốn nói qua một số cái lưu ý của mình khi mà các bạn làm bài reading. Thứ nhất là hai bước trả lời câu hỏi. Khi mà các bạn làm các cái câu hỏi ở trong phần reading thì các bạn sẽ phải làm hai bước, đó là finding và answering. Bước thứ nhất, finding có nghĩa là bạn phải dựa vào các từ khóa ở trong câu hỏi để có thể tìm ra được vị trí của thông tin ở trong passage. Và bước thứ hai, answering, tức là sau khi mà bạn đã tìm ra được vị trí của thông tin ở trong passage thì bạn sẽ phải đọc kỹ cái phần chứa thông tin đó để trả lời câu hỏi. Một vài lưu ý khi mà làm bài reading như sau. Thứ nhất là không đọc passage, hãy đọc câu hỏi luôn. Thì cái việc đọc passage trước khi trả lời câu hỏi là không cần thiết. Nếu bạn nghĩ là mình phải đọc passage trước để nắm được nội dung bài sau đó mới trả lời câu hỏi thì cái này là không đúng. Mình thì mình luôn luôn đọc câu hỏi trước. Mình sẽ đọc thẳng vào câu hỏi luôn và mình sẽ tiến hành hai bước là finding và answering luôn chứ mình không đọc passage trước đó. Lưu ý tiếp theo là các câu hỏi trong mỗi phần sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới ở trong passage thì như vậy có thể giúp cho các bạn tìm kiếm cái vị trí của thông tin, tức là thực hiện cái bước finding một cách dễ dàng hơn. Lưu ý tiếp theo, làm lần lượt các câu hỏi theo thứ tự trừ dạng bài match headings hoặc match statements với paragraphs thì các bạn để làm sau cùng. Vì sao hai dạng này để làm sau cùng thì đến khi nào dạy đến hai dạng này mình sẽ nói rõ hơn. Và một lưu ý rất quan trọng là mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với một đến hai câu trong passage. Nhiều bạn không nắm được cái điều này và các bạn hay bị đọc lan man, không biết là thông tin nằm ở đâu trong passage và đọc lan man và không nắm được cái vị trí của thông tin đó để có thể trả lời câu hỏi. Vì thế nên là các bạn hay bị trả lời sai. Thì cái yếu tố này rất là quan trọng. Mình nhắc lại một lần nữa là mỗi câu hỏi sẽ chỉ tương ứng với một hoặc cùng lắm là hai câu ở trong passage thôi. Vì vậy ở bước đầu tiên là bước finding, các bạn sẽ phải tìm ra được đúng cái câu mà chứa cái thông tin của cái câu hỏi đó. Và sau khi đã tìm được rồi thì bạn chỉ đọc kỹ cái câu đó thôi và không đọc những câu xung quanh. Thì đó là cái cách để các bạn tập trung vào đọc tìm thông tin để trả lời câu hỏi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần quan trọng nhất của bài ngày hôm nay, đó là việc phân tích từ khóa. Thì trong các câu hỏi của IELTS Reading thì luôn luôn có hai loại từ khóa. Loại thứ nhất là những từ khóa không biến đổi được và từ khóa ở trong câu hỏi thì sẽ giống hệt như ở trong passage. Thì những loại từ khóa này bao gồm có tên riêng, các con số hoặc là các thuật ngữ khoa học, thuật ngữ chuyên ngành. Loại thứ hai là những từ khóa biến đổi được. Và ở trong passage thì những từ khóa loại này sẽ được biến đổi theo hai cách: biến đổi dạng của từ, word form, hoặc là thay thế bằng từ đồng nghĩa là synonym. Để mọi người hình dung rõ hơn về hai loại từ khóa này, mình sẽ đi vào các ví dụ cụ thể. Ví dụ thứ nhất, mình có một câu hỏi như sau: The Navajo language will die out because it currently has too few speakers. Đây có thể là một câu hỏi thuộc dạng true false not given. Và mình sẽ phân tích cái câu hỏi này để xem là nó có những từ khóa gì. Thứ nhất là từ khóa loại 1, mình thấy có một từ khóa là Navajo, đây là tên riêng. Từ khóa loại 2, mình thấy có những từ như là die out và too few speakers. Và từ những cái từ khóa loại 2 này, mình cũng có thể dự đoán được là trong passage thì những từ này nó sẽ được biến đổi như thế nào. Mình sẽ đưa ra một vài dự đoán ở đây. Ví dụ từ die out thì có thể được biến đổi thành disappear hoặc là become extinct. Và too few speakers thì trong passage có thể nó sẽ được biến đổi thành là almost nobody speaks this language. Thì ở đây mình thực hiện một cái bước là dự đoán cái từ này ở trong passage để mình có thể chuẩn bị được tinh thần trước là trong passage mình sẽ phải tìm kiếm những cái từ khóa như thế này. Chuyển sang ví dụ thứ hai. In 1942, the US anthropology students concluded that the Siriono 3 chấm. Đây là một câu hỏi điền từ. Và mình phân tích từ khóa của câu này, mình sẽ thấy có những từ khóa loại 1, đó là 1942, đây là số 5. Anthropology, đây là từ thuật ngữ chuyên ngành. Và Siriono là tên riêng. Ngoài ra thì có từ khóa loại 2 là the US và concluded. Từ the US thông thường thì những cái tên nước như thế này thì sẽ là thuộc vào từ khóa loại 1. Tuy nhiên từ the US có thể được biến đổi thành America, vì vậy ở đây mình xếp nó vào từ khóa loại 2.
Và từ concluded mình cũng dự đoán trong passage có thể nó sẽ được paraphrase thành draw a conclusion chẳng hạn. Đây là mình dự đoán để mình chuẩn bị tinh thần cho việc tìm kiếm trong bài. Tiếp theo mình đến với ví dụ 3. There is no limit to the photosynthetic rate in plants such as 3 chấm. Ở đây mình thấy có một từ khóa lại một đó là photosynthetic rate. Đây cũng là một thuật ngữ chuyên ngành. Và trong bài passage thì nó sẽ được giữ nguyên như thế này, nó sẽ không được biến đổi đi, vì vậy bạn chỉ cần tìm kiếm đúng cái từ này thôi. Từ khóa lại hai ở đây là there is no limit, và trong passage thì nó có thể được biến đổi thành các từ tương đương, có thể là there is no maximum hoặc là do not have a maximum. Mình chuyển sang ví dụ thứ tư. Geniuses often pay a high price to achieve greatness. Ở ví dụ này thì mình không thấy có từ khóa lại một nào cả, và mình chỉ thấy có những từ khóa lại hai mà thôi. Ở đây có các từ khóa lại hai là geniuses, high price và achieve greatness. Geniuses thì có thể bằng với gifted people hoặc là talented people. High price thì có thể tương đương với high cost. Và achieve greatness thì có thể ngang với great achievements hoặc là great success. Như vậy là ở trong câu hỏi này sẽ không có từ khóa lại một và mình sẽ phải tìm kiếm những cái từ khóa lại hai. Và vừa rồi thì mình đã nói qua cho các bạn về bốn cái ví dụ, bốn cái câu hỏi để các bạn nắm được cái cách phân tích từ khóa, và mình sẽ đi đến kết luận của bài ngày hôm nay, gồm có các cái lưu ý như sau. Có hai loại từ khóa trong các câu hỏi, luôn luôn sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là từ khóa không biến đổi được, và loại thứ hai là từ khóa biến đổi được. Khi đọc mỗi câu hỏi thì các bạn cần phải phân tích những từ khóa có trong câu. Phân tích giống như mình đã vừa làm, phân tích xem đâu là từ khóa loại 1, đâu là từ khóa loại 2, và đối với những từ khóa loại 2 thì nó có thể được biến đổi thành những từ khác như thế nào. Và đây là hai lưu ý mình muốn các bạn nhớ qua cái bài học ngày hôm nay. Và các bạn hãy vào trang web của mình là ielts-quang.com để làm những cái bài tập, bài luyện tập mà mình post lên đó cho cái bài học ngày hôm nay. Và như vậy ngày hôm nay mình đã nói cho các bạn về cái cách để mà phân tích từ khóa trong câu hỏi, và từ những bài sau thì mình sẽ nói đến các bước tiếp theo là sau khi đã phân tích từ khóa rồi thì các bạn sẽ làm những bước tiếp theo để trả lời câu hỏi như thế nào.